Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là MoBa Việt. Hôm nay tiếp tục chơi cái trò Vương Giả Vinh Diệu. Ở đây là game MoBa cho điện thoại của Trung Quốc. Và nó là một game khá giống Liên Quân Mobile. Có rất nhiều tướng ở cái trò này được bê nguyên sang Liên Quân Mobile về bộ kỹ năng. Và đặc biệt cái con Sion này, đây là một con tướng có bộ kỹ năng rất giống, gọi là giống hệt của Triệu Vân của Nikon Mobile. Rồi mình thử lên đường đam hay là lên đường tăng cho con này. Thì hiện tại cái bản này nó không có Việt hóa, mà mình sẽ lên đồ full tăng cho con này. Và đây nick là mình mượn, chứ không phải nick của mình. Nick này thì đã level 27 rồi, nhưng mà chỉ có mấy bảng ngọc AP thôi. Đây là một con tướng tăng rồi, cầm bảng ngọc AP như vậy khá là yếu. Vì league mình mới chơi nên có ít tướng và chơi ở trình độ level thấp thì nó khá là yếu, nên mình mượn nick này. Nick này level 27 rồi và trình độ chơi thì các bạn đấy thì chơi tốt hơn rất là nhiều rồi. Như thế thì sẽ có những trận đấu hay để anh em được thưởng thức. Rồi mình là người loát chậm nhất game. Nhiều người gọi con này là con Sion, giống vì ngoại hình nó khá giống con Sion của Liên minh huyền thoại. Nhưng mà bộ kỹ năng của nó thì là y hệt như Triệu Vân của Liên Quân Mobile. Thế này mình sẽ đi cùng với em Butterfly. Rồi mình chơi Liên Quân Mobile trước nên mình sẽ gọi nó là Triệu Vân đi. Vì Triệu Vân là một con tướng tủ của mình ở trò Liên Quân Mobile. Cái con cầm thương như kìa, con đấy lại là Triệu Vân, nhưng mà bộ kỹ năng thì nó lại giống hệt Zephyr. Với bộ kỹ năng của Triệu Vân thì anh em ai cũng biết rồi. Cái lôi tài của nó giết ở hỗ trợ chỉ cộng thêm đam. Còn chiêu 1 tăng tốc, chiêu 2 thì xoay làm chậm, còn chiêu cuối là chiêu bổ củi. Và sau khi bổ củi thì các đòn đánh sẽ được thêm 3% máu thành sát thương chuẩn. Đó, bộ kỹ năng. Rồi âm mưu rất là gọi là định KS, truy sát luôn. Bản đồ thì cũng giống hệt với con bay, đều có hai con rùa ở, gọi là ở hai bên rìa hai cánh. Nhưng mà thực ra thì trò này là trò ra trước Liên Quân Mobile rất là nhiều, rất là lâu. Nó ra trước Liên Quân Mobile hàng năm trời cơ, theo mình được biết là như vậy. Và hai trò này đều là do một hãng sản xuất làm ra. Rồi, tìm bạn có một thanh niên cướp rừng, tùy sát luôn, giết. Rồi, nhảy như siêu nhân ấy, chạy rồi. Rất hay. Cô bé này trong phim, trong game Fighter thì rất cay mắt. Còn thằng đang xoay kia là Garen. Garen hay Darius hay là thằng Aatrox trong Nikon Mobile. Ở trên này mình hỗ trợ hai mạng rồi, chưa được mạng nào cả. Ôi, đã level 4 rồi. Rồi cách đánh con này thì chắc là rắn giống hệt Triệu Vân rồi. Mà ở trong trò Liên Quân Mobile thì Triệu Vân mình đã chơi quá thuần rồi, quá quen tay rồi nên con này khá là dễ đánh. Này con dao tranh nổi ra ở giữa. Rồi không bắt được con xạ thủ rồi. Rồi bị hất tung luôn. Chạy hết rồi. Con gì mà cấm thương mà cơ động thế nhỉ? Người khống chế tốt thì còn người chiêu nhảy nhót. Khá giống con da vàng nữ bố. Ở cái trò Vương Giả Vinh Diệu này thì sẽ thắng ngoài một trận đấu sẽ lâu hơn Liên Quân Mobile rất là nhiều. Bởi cái trò này trụ của nó rất là mạnh. Và cái em đi cùng mình bây giờ đó là em điêu thuyền đấy. Em điêu thuyền này thì bộ kỹ năng rất giống con Naudien, một tướng mới ra liên quan phiên bản Liên Quân Mobile bản test. Ok, Damon lên được cái món gọi là giáp lửa rồi. Thần gia, gọi áo choàng thần gia. Chết rồi. Không có hơi chạy cho ra bạn. Ồ, cái tên nick này thì mình đọc cũng không biết là cái ký hiệu gì đây. Toàn ký hiệu lòng hoàng thôi. Chơi con này chắc chắn mình sẽ nên full tăng. Thì mình đánh Triệu Vân thì vẫn thường nên full tăng. Thì là một cách lên đồ chuẩn nhất. Bởi vì sao, cái nội tại con này ấy, thì nó là cộng sát thương rồi, mà nó không có khả năng khống chế. Nên em cần phải có máu và giáp thật là trâu để dùng kỹ năng cuối và chém. Con này sát thương ở kỹ năng cuối và đòn đánh thường của chiêu 1 tăng tốc độ đánh rồi. Cộng với nội tại nó tăng đam kìa, mình được 5 điểm rồi. 5 điểm thì tức là theo Nikon Mobile thì có tầm 60 công vật lý cộng thêm rồi. Rất là mạnh. Vì vậy con này càng về net game thì càng khỏe. Rồi thánh trộm rừng của team bạn. Chạy được không? Bổ đầu rồi. Chết chắc. Rồi mình vẫn hỗ trợ thôi, 6 mạng hỗ trợ rồi. Tại sao không ăn luôn con rồng này? Rồi, đồng chí Garen. Một phát ulti thần thánh. Bộ kỹ năng giống hệt Aatrox của Nikon Mobile. Hiện tại mình vẫn làm Nikon Mobile là chủ yếu thôi. Nhưng mà còn cái trò Vương Giả Vinh Diệu và Mobile Legend thì mỗi ngày mình sẽ nhiều nhất là một video. Còn sẽ Nikon Mobile sẽ làm 2 video trở lên. Thì trưa nay vừa đi gọi là nhậu nhạt về vẫn còn đang phê phê. Chủ nhật mà, nó là ngày nghỉ của mọi người. Rồi team bạn đi lẻ và xác định là ngất rồi. Trận này team mình đánh rất là hay, hỗ trợ nhau rất là tốt. Nói chung là thấy động tĩnh là chạy ra hỗ trợ nhau. Một đối đánh rất là gọi là đồng đội, teammate. Cái cô bé điều khiển cái con đại bàng không biết tên là gì nhỉ, đánh rất là mạnh. Và đây chắc chắn là bộ trang phục hiếm rồi. Rồi Định làm gì Garen? Từ chắc ăn dũng bổ của mình thì gọi là chuyên diệt tăng rồi. Từ tăng châu đến đâu gặp cái con này cũng xác định làm xuống thôi. Rồi, cô bé điều khiển trên đại bàng đã chết rồi. Rồi bật tốc hành chạy mất rồi. À, Ngộ Không team mạng thì đang chơi chiến thuật đẩy lẻ ấy. Đã đẩy xong trụ thứ hai rồi. Và mình rất là buồn ngủ và làm nốt video này mình sẽ đi ngủ uống triệu nên khá là buồn ngủ anh em ạ. Anh em nào giống mình không? Rồi đã lên được cái gọi là một cái khiên gọi tăng 20% và một triệu 500 mana và rất nhiều giáp. Đồ đạc thì rất giống Nikon Mobile. Mình không hiểu tiếng nhưng mà mình nhìn là biết rồi. Rồi giết luôn Ngộ Không. Sau khi phá con trụ là giết Ngộ Không. Không có hội chạy cho Ngộ Không pha này. Và mình đã có một bạn đầu tiên rồi. Rồi bác điều thuyền hổ báo quá. Nào vào trụ và bị gọi là hấp diêm trong trụ rồi. Nó đớn thật. Rồi mình không nên đồ lam nào mà đã cộng 134 sát thương rồi. Tiếp tục muốn bạn cho mình. Hai con trâu bò của team bạn. Rồi sẽ vòng ra sau và bắt AD team bạn. Rồi có hai thằng. Cân được không? Không cân được rồi mình té thôi. Mình pha lấy còn ít máu quá. Rồi team bạn đang di chuyển ra rất là đông. Chết 3 người rồi, rất hay anh em, đánh rất hay. Garen tiếp tục truy sát mình. Mình Garen này tướng tăng không có đam đâu. Mình lại còn lên full tăng nữa. Bổ chết luôn Triệu Vân. À 3 mạng rồi. Nên full giáp thì đánh rất là khỏe. Nên full đam thì đánh cần phải nghệ thuật. Chém thì rất phê. Nên full giáp là cách đánh dễ nhất của Triệu Vân của Nikon Mobile. Và lên full giáp thì cũng rất là mạnh. Rồi Ngộ Không và Garen đang truy sát mình. Rồi Ngộ Không đã một mình rồi. Và mình bật chiêu lên quất luôn Ngộ Không, không cơ hội chạy cho Ngộ Không. Ai thì còn đánh một được chứ, một đánh một thì em sao đánh được Triệu Vân. Đạp bổ tam luôn, nằm mạng rồi. Pha này sẽ đẩy thẳng ở phá luôn trụ này. Thật sự là rất là đang buồn ngủ lắm rồi. Mắt cái zip lại rồi. Ngồi đi bạn tiếp tục combo lẻ. Chết chắc rồi. Rồi tập trung ăn cái con gọi là con kinh công này đi. Sau khi ăn con này sẽ gọi ra một đàn đệ tử. Đó chính là những con rồng. Mỗi đường chỉ có 3 đợt rồng. Ok, 3 đợt rồng và đợt rồng thứ nhất thì đang ra. Con rồng này thì có khả năng cắn trụ rất là nhanh. Đàn của nó rất là to. Rồi sẽ phải phá trụ thật nhanh. Mình sẽ kết thúc game thật là sớm thôi. Không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Ok, và video của mình cũng đến đây hết rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Và chiều nay mình sẽ làm Nikon Mobile. Rồi sau khi ngủ dậy sẽ làm Nikon Mobile. Rồi xin tạm biệt tất cả anh em. Con này chắc chắn là MVP rồi. Làm sao MVP ít vậy, có 2-3 lần.